Chúng ta vẫn thường mải miết chạy theo rất nhiều phương pháp tập luyện, các thực phẩm bổ dưỡng cho cơ thể, nhưng lại quên mất rằng chất lượng giấc ngủ chính là cơ sở và yếu tố quan trọng của sức khỏe cũng như tuổi thọ. Các nhà khoa học tại Đức cũng đánh giá ngủ là một hoạt động chiếm nhiều thời gian nhất. Chúng ta ngủ khoảng 24 năm 4 tháng trong suốt cuộc đời, tương đương 1/3 thời gian trong ngày là ở trên giường. Chỉ một đêm trằn trọc, ngủ không sâu giấc cũng có thể khiến bạn kiệt sức, kém sắc rõ rệt. Giấc ngủ có nhiệm vụ tái tạo các tế bào của cơ thể, thanh lọc bộ não, phát triển chức năng học tập và ghi nhớ. Nếu bạn thiếu ngủ, quá trình trao đổi chất diễn ra chậm lại, mức insulin tăng đột biến. Tất cả đều là nguyên nhân gây tăng cân. Nếu muốn ngủ ngon, bạn cần tránh xa hai kẻ thù của giấc ngủ, đó là chè và cà phê. Thay vào đó, có rất nhiều loại đồ uống khác có thể giúp bạn ngủ ngon hơn, đồng thời thúc đẩy giảm mỡ ngay trong quá trình ngủ. Nước nhị hoa nghệ tây. Nếu bạn đang tìm một giải pháp điều trị mất ngủ có sẵn từ thiên nhiên, thì không nên bỏ qua nước nhị hoa nghệ tây. Thức uống này có chứa một nguồn dồi dào chất chống oxy hóa như quercetin, safranan và pyrrolizin, có tác dụng tốt trong việc điều trị các vấn đề sức khỏe như mất ngủ. Ngoài ra, có một số bằng chứng cho thấy nhị hoa nghệ tây có thể giúp thúc đẩy giảm cân và hạn chế cảm giác thèm ăn. Một nghiên cứu trên tạp chí nghiên cứu tim mạch và lồng ngực phát hiện ra rằng dùng chiết xuất nghệ tây đã giúp những người bị bệnh mạch vành giảm chỉ số khối cơ thể BMI, giảm tổng khối lượng chất béo và vòng eo. Nghiên cứu cho thấy những người uống nước nhị hoa nghệ tây mỗi ngày cũng giảm cảm giác thèm ăn so với những người trong nhóm dùng giả dược. Nước ép nha đam. Uống nước ép nha đam có thể giúp bạn giảm mỡ thừa một cách tự nhiên. Nước ép nha đam hay lô hội giúp cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột. Nó có thể hữu ích trong trường hợp hội chứng ruột kích thích và là một loại thuốc nhuận tràng được cho là giúp trục xuất ký sinh trùng khỏi đường tiêu hóa, do đó có tác dụng giảm cân lành mạnh. Trà hoa đậu biếc. Trà hoa đậu biếc được chứng minh là có chứa EGCG, một hợp chất quan trọng giúp tăng cường quá trình trao đổi chất, từ đó làm cho lượng calo trong cơ thể được đốt cháy nhanh hơn. Bên cạnh đó, nhiều kết quả nghiên cứu cũng cho biết trà hoa đậu biếc có công dụng phòng chống bệnh gan nhiễm mỡ và giảm mỡ bụng. 30 phút trước giờ đi ngủ, uống một ly trà hoa đậu biếc còn có tác dụng trẻ hóa làn da, làm giảm căng thẳng, lo âu, đồng thời giúp bạn ngủ ngon giấc hơn. Sữa nghệ. Trước khi đi ngủ khoảng 1 tiếng, uống một cốc sữa nghệ có thể đem về vô vàn lợi ích cho sức khỏe. Nghệ giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất và làm dịu tiêu hóa, từ đó hỗ trợ giảm cân. Đặc tính chống oxy hóa có thể loại bỏ các độc tố có hại ra khỏi cơ thể và giữ cho quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ trong khi chúng ta ngủ. Mặt khác, sữa cũng giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Thức uống này vừa thơm ngon lại cực kỳ có lợi cho sức khỏe. Nước chanh mật ong. Buổi tối là một trong những thời điểm lý tưởng để uống chanh mật ong. Trước hết, thức uống này sẽ giúp ngủ ngon hơn bởi mật ong có chứa tryptophan, loại hormone giúp cơ thể thư giãn và dễ chìm vào giấc ngủ sâu. Thói quen uống nước chanh pha mật ong cũng giúp thúc đẩy quá trình hô hấp và trao đổi chất của da, làm cho da khỏe mạnh, đều màu, hồng hào và trẻ trung hơn. Không những thế, việc kiên trì uống nước chanh mật ong còn có tác dụng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, bài tiết các chất độc, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Tuy nhiên, không nên uống quá gần giờ đi ngủ buổi tối, mà nên uống trước khi đi ngủ ít nhất 30 phút để có thể phát huy tối đa công dụng của loại thuốc uống này.